Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật thứ ba Phục sinh. Mừng lễ Chúa Phục sinh mang lại niềm vui hạnh phúc cho mỗi người chúng ta, và cũng mang lại niềm hy vọng Đức Kitô đã phục sinh thì mỗi người chúng ta cũng sẽ phục sinh với Ngài. Chúng ta cùng chết với Đức Kitô và chúng ta cùng sống lại với Ngài trong vinh quang hạnh phúc. Hôm nay Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Chúa Kitô đã chứng tỏ Ngài sống lại thật với các tông đồ, và nhờ đó Ngài hiện ra để giúp củng cố đức tin cho các ông, và đồng thời nhắc nhở và ra lệnh cho các ông là các con hãy làm chứng về Đức Kitô phục sinh cho khắp muôn dân. Tiếp nối sứ mạng của các tông đồ, giáo hội và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, trong cái cuộc sống đầy khó khăn phức tạp, nhất là cơn dịch bệnh đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới, biết bao nhiêu người đã chết vì bệnh dịch này. Nhưng chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta đang sống trong tình yêu thương của Ngài và cố gắng làm chứng cho Đức Kitô phục sinh trong chính đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong thánh lễ, trước hết chúng ta cầu lễ dỗ giáp năm cho linh hồn Anton, dỗ cho linh hồn Phêrô, các linh hồn gia tiên, các linh hồn, và xin tạ ơn. Để xứng đáng cử hành thánh lễ Chủ nhật hôm nay, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh quang cao cả Chúa.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin lâm lời chúng con cầu khẩn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài chích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phi-rô và Gioan, toàn dân bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Sa-lô-môn. Thấy vậy, Phi-rô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Gia-cóp, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giê-xu, con của Ngài, đứng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Phi-la-tô, trong khi Phi-la-tô xét là phải tha cho người. Anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính và xin tha tên sát nhân cho anh em, còn đấng ban sự sống thì anh em lại giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại. Điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh, và lòng tin vào người chữa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết rằng anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước. Đức Kitô của Ngài đã chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, ngõ hầu tội lỗi anh em được xóa bỏ. Như thế, để Thiên Chúa ban cho anh em thời kỳ thư thái và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã phán hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật, như Chúa đã dùng miệng các thánh tiên tri Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-se đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy, tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước,
mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta khi Người phán cùng Abraham rằng: chính nơi dòng dõi ngươi mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mọi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, Cha viết những điều này cho các con để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai đã phạm tội thì chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính, làm Trạng Sư nơi Đức Chúa Cha. Chính Người là của lễ đền tội chúng ta, không nguyên đền tội chúng ta mà thôi, nhưng còn đền tội cho cả thế gian. Chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giêsu. Nếu chúng ta giữ các giới răn Người, ai nói mình biết Người mà không giữ giới răn Người là kẻ nói dối, và nơi Người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi Người ấy. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa Giêsu lại phán: sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: ở đây có cái gì ăn không? Họ dâng cho Ngài một mẩu cá nướng và một tảng mật ong, người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: đúng như lời thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con là cần phải ứng nghiệm lời hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người sẽ mở trí cho các ông tìm am hiểu về kinh thánh. Người lại nói: có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để đánh nhận ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, bất cứ một cái sự kiện gì xảy ra, cái người làm chứng phải là cái người đúng đắn, trí khôn, sáng suốt, minh mẫn. Và cái người làm chứng phải nói nên cái sự thật để thuyết phục người nghe. Nhiều khi chúng ta làm chứng mà người khác không nhận ra, đó là vì cái chứng của chúng ta nó không có lý do, không có căn cứ, không có nền tảng. Vì thế mà người ta không nghe. Giống như là người ta nghe tin đồn chỗ này chỗ kia, hoàn toàn không đúng. Vì thế vấn đề mà chúng ta nói lên sự thật, phải chứng minh cái sự thật đó, nhất là qua cái con người của chúng ta. Những người mà chuyên môn nói sao thì người ta không có tin. Mà cái con người đứng đắn nói cái gì là đúng cái điều đó. Đây là vấn đề mà ông bà anh chị em thấy trong cuộc sống xã hội. Nhiều những tin đồn chúng ta không có tin, gọi là đồn mà. Còn nhiều những tin thật chúng ta phải tin. Từ đó hôm nay chúng ta đi vào trọng tâm của tin mừng mà Thánh Luca đã ghi lại. Vấn đề Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời, hiện diện trong xã hội là một con người thật sinh ra bởi Đức Maria, cha nuôi là Thánh Giuse, quê ở Nazareth, nước Do Thái. Sau những năm dài ẩn dật, Ngài đã xuất hiện gần 3 năm cuối đời, đi rao giảng tin mừng, làm nhiều việc lạ, và cuối cùng Ngài bị kết án tử hình, chết trên thập giá. Cái chuyện này
lịch sử đã ghi rất là rõ về ông Giêsu Nazareth. Nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại thì không có một người lịch sử nào ghi lại cái chuyện mà Đức Kitô sống lại rồi hiện ra với các tông đồ. Không có một cái ông lịch sử nào ghi lại cái chuyện đó. Và không có lịch sử nào ghi chép cái sự kiện khi Chúa Kitô phục sinh. Không hiểu. Có lẽ đây là một cái gì bí nhiệm. Và giáo hội gọi là mầu nhiệm phục sinh. Mà đã là mầu nhiệm thì làm sao mà con người hiểu được, biết được. Do đó các lịch sử của xã hội thời đó không một vị nào ghi lại những cái chuyện Chúa Kitô sống lại sau khi chết. Chúng ta thấy lịch sử từ xưa những sự kiện này, sự kiện kia, các vị chép sử lại ghi lại nhiều những biến cố, sự kiện rất là chi tiết. Nhưng mà cái sự kiện Đức Kitô chết sống lại thì không có một nhà sử gia nào ghi lại hết. Nhưng cái sử gia ghi lại đó là các tông đồ Matthew, Gioan, rồi Marco là môn đệ của Phêrô, Luca là môn đệ của Phaolô. Đấy, bốn nhà lịch sử của Công giáo. Những con người lịch sử này đã chứng kiến việc Đức Kitô sống lại thật sự. Các ngài đã chứng kiến Đức Kitô sống lại. Và các ngài đã được chứng kiến việc Đức Kitô sống lại và hiện ra với các ngài. Và các ngài ghi chép một cách chi tiết để cho chúng ta tin rằng Đức Kitô đã sống lại thật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca ghi lại trước hết là Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ đi làng Emmaus. Các ông chứng kiến việc Đức Kitô sống lại và rồi các ngài trở về Jerusalem thuật lại những sự kiện mà các ông thấy Đức Kitô sống lại. Rồi sau đó các tông đồ cũng nghe chuyện này chuyện kia của mấy phụ nữ đi ra thăm mộ từ sáng sớm, rồi Gioan, Phêrô, tất cả. Và hôm nay Tin Mừng Luca ghi lại Chúa Giêsu hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ. Cửa nhà tiệc ly đóng kín, ngài đã xuất hiện làm cho các ông tưởng là ma. Ma, ai cũng hoảng hốt, lo sợ, ngỡ ngàng. Thầy đây đừng sợ, ma đâu có xác thịt như thầy có đây. Ma đâu có xác thịt như thầy có đây. Hãy xem những vết thương nơi con người của thầy. Đấy, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi tiếp theo là gì? Họ vẫn còn nghi ngờ, họ vẫn còn chưa tin. Mặc dù Đức Kitô phục sinh đang đứng sờ sờ trước mặt của họ, cho xem những vết thương của ngài, nhưng mà họ vẫn ngờ ngợ làm sao đó, chưa tin. Và Chúa Giêsu, các con có gì ăn không? Họ đưa cá nướng, đưa mật ong cho ngài. Ngài ăn một cách rất là tự nhiên, rồi đưa phần còn lại cho các ông. Để làm gì? Để chứng tỏ rằng Đức Kitô đã sống lại thật. Chứ không phải là tin đồn, chứ không phải là ma, mà là con người Đức Kitô sống lại từ cõi chết, đang hiện diện, đang ăn cùng với các ông đấy. Tất cả những sự kiện đó để làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Để củng cố đức tin cho các tông đồ. Rồi sau đó thì ngài giải thích Kinh Thánh. Và chính ngài cũng đã nói trước khi chết, ngài đã bị bắt, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại. Và bây giờ ngài sống lại đây. Cái mục đích
mà tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Kitô phục sinh hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ, và đồng thời truyền lệnh cho các ông, các con này đi giao giảng và làm chứng cho những điều ấy. Là cái điều gì? Là cái điều mà Đức Kitô phục sinh đang hiện diện trước mặt các ông. Thưa quý ông bà anh chị em, và quả thật từ đó cho đến ngày hôm nay, giáo hội vẫn rống lên cái tiếng nói cho toàn thế giới là Đức Kitô đã sống lại thật. Và giáo hội vẫn tiếp tục rao giảng về niềm tin Đức Kitô phục sinh. Và nếu Đức Kitô mà không phục sinh thì đạo Công giáo không còn ở trên mặt đất này. Bởi vì Đức Kitô đã phục sinh, đã sống lại. Do đó đạo Công giáo vẫn hiện diện và tiếp tục hiện diện để làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Vì thế mà cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu truyền lệnh các con hãy làm chứng về những điều ấy là Đức Kitô đã sống lại thật. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta đang kế thừa các tông đồ, chúng ta cũng phải có bổn phận làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện và đồng hành trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm chứng Đức Kitô hiện diện trong cuộc đời chúng ta bằng cách nào, thưa quý ông bà anh chị em? Bằng cách sống tốt một người Kitô hữu. Từ lời nói, từ việc làm, từ cử chỉ, chúng ta luôn luôn thể hiện một con người Kitô hữu sống tốt. Và chính sự sống tốt đó chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong cuộc đời. Bởi vì chúng ta có niềm vui, có hạnh phúc là có Đức Kitô hiện diện. Và chính niềm vui, hạnh phúc chúng ta chia sẻ cho anh em, chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc cho anh em, tức là chúng ta mang niềm vui, hạnh phúc phục sinh cho anh em của chúng ta. Còn nếu chúng ta sống một đời sống không tốt thì chính lương tâm sẽ cắt đứt và lên án chúng ta. Do đó chúng ta sống bình an vui vẻ là tâm hồn chúng ta luôn luôn có sự bình an, và có sự bình an là chúng ta sống đạo đức, sống trong sạch, đẹp lòng Chúa. Do đó bài tin mừng hôm nay, một mặt Chúa Giêsu củng cố đức tin cho các tông đồ, và mặt khác Chúa truyền lệnh cho các tông đồ hãy đi rao giảng và làm chứng cho Đức Kitô phục sinh cho mọi người. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay đang kế thừa cái sự nghiệp của các tông đồ và giáo hội, chúng ta cố gắng sống cho tốt, và chính sự sống tốt của chúng ta nói lên sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống của mình, và chính sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống là bằng chứng cụ thể cho những người xung quanh. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Thần và người xuống ta, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh ghét, trên mà táng sao, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên nước Đức Chúa Cha phép tâm vô cùng. Ngày sau bối trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ trên.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Ca. Tôi tin có Hội Thánh Lòng có ở khắp thế này. Các thánh thông dân. Tôi tin phép tha tội. Tôi xin giác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin ngàn sống quay. Anh chị em thân mến, thật hữu ích nếu cùng lắng nghe và về Đức Kitô phục sinh nói với tất cả chúng ta. Sao anh em lại hoảng hốt? Chính thầy đây mà luôn tin tưởng vào Đấng phục sinh. Chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta. Sự sợ hãi có thể hủy diệt mọi sáng kiến của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các hàng giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân luôn tin tưởng phó thác vào Chúa, để những khó khăn trong công cuộc loan báo tin mừng không làm bất cứ ai nản lòng và trùng bước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Sự sợ hãi đang ngự trị trên thế giới. Cách riêng nơi những nạn nhân chiến tranh và khủng bố, thiên tai và bệnh tật, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những người đang gặp hoạn nạn niềm tin và nghị lực để vượt thắng mọi tai họa thảm khốc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Sự sợ hãi có thể làm cho con người không còn dám xả thân phục vụ tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa, là Đấng luôn đồng hành với những ai tin Người trên mọi nẻo đường trần thế. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Sự sợ hãi có thể cũng đang ngự trị trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, làm ta sợ phải dấn thân theo Chúa, sợ phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi người trong giáo xứ chúng ta, xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và không ngừng nâng đỡ những ai tin tưởng Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con sắp sống lại bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ. Xin Chúa mở mắt làm tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em chúng con, cũng như trong mọi biến cố thường ngày. Chúa hằng sống và hiến chi muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đầy lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lạy giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là trong ức mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tôn ngôi Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trạng sư bênh vực chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị xét tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng ngắt bày các chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ gánh, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế tức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần cho tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên hải xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp toàn cầu để kiến tòa hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể Hoàng Giáo sinh. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Dô Giáp Năm cho linh hồn Anton, rồi cho linh hồn Phêrô và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bạn quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm, Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế từng người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam dỗ, nhưng cứ lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hằng sống và viên trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin nhìn thấy Chúa Kitô dùng Chúa trong tòa sống đời đời. Mời quý tôi ghi cho xuống đây.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin khai mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin thông báo thứ nhất, đó là thứ Bảy này, 24 tháng 4, Đức Tổng Giám Mục sẽ về thăm giáo xứ và ban phép thêm sức cho hơn 50 em trong giáo xứ. Xin mời cộng đoàn chúng ta tham dự vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy này. Điểm thứ hai, Chủ nhật tới là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Xin tiền giúp cho ơn gọi linh mục tu sĩ của giáo phận. Xin thông báo trước để ông bà anh chị em chuẩn bị. Và điểm cuối cùng, đó là xin nhắc bao thơ tiết kiệm giúp trùng tu nhà thờ Đức Bà. Sau tuần lễ mùa phục sinh, chúng tôi sẽ xin lại các bao thơ đó. Xin ông bà anh chị em chúng ta cố gắng, nhất là thứ Bảy này, Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ về thăm giáo xứ chúng ta. Xin mời cộng đoàn sắp xếp thời gian để tham dự, để chào mừng Đức Tổng Giám Mục lần đầu tiên về giáo xứ chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.